Vâng, kính chào quý vị. Hôm nay của mình sẽ lên sóng một chuỗi CD, mẫu xe sedan. Một loại những mẫu xe sedan phân khúc cao cấp để giới thiệu anh em. Rồi, trước mặt quý vị, hôm nay của mình sẽ giới thiệu anh em một cái mẫu xe, một thương hiệu Nhật Bản, một chiếc xe Mazda 3, số 2015 em nhé. 2015, rất là căng, mang màu sơn đen, rất là sang trọng và huyền bí phải không? Em nó với động cơ 1.5 và trang bị rất nhiều option thông minh và đầy đủ hiện đại trên chiếc xe này. Mời hãy cùng khám phá của mình chiếc xe này nhé. Đây anh em có thể thấy quan sát được gần gờ các chi tiết mô ghép của em nó. Rất là đẹp, tôn vỏ rất là mỏng ạ. Đã có đèn bi sa lông rồi, rất là sáng. Con dáng trẻ trung năng động và rất là hiện đại. Rất là đẹp. Chiếc xe này là sản xuất 2015 với rất nhiều tính năng hiện đại, anh em có thể quan sát. Đây, lốp lát của em nó đây. Rất là căng rồi ạ. Là rằng là các chi tiết nó rất là ok. Mọi người hãy cùng quan sát cùng công minh chiếc xe này. Đấy. Xi nhan tích hợp trên vương. Keo chỉ em nó này, rất là sắc nét luôn, em thấy không? Tạp lộ tạp bì tươi, mà kinh nhiều mà kinh zin hết em này. 2015, rất là căng mọng ạ. Trước cái cửa ốc bản lè này, cột kèo này, đinh bấm em nó này, nó rất còn nguyên luôn. Rất là đẹp. Đấy, ôi, tiếng cửa chắc lịch mút lắm em, đẹp. Căng. Quá rồi đẹp. Quay em xem cái gầm của anh. Ơi, xem cái gầm này sexy này. Nhìn nó đẹp luôn anh ạ. Một chủ từ mới của bác biển của bác Hải Phòng anh nhá. Đã là Hải Phòng thì không bao giờ lòng vòng anh ạ. Không bao giờ lòng vòng. Bác rất là giữ xe và cẩn thận. Anh em biết những dòng này thường là những người là có điều kiện cũng như là có trí thức nên là rất là kỹ tính và tỉ mỉ chăm xe, rất là đẹp, xe rất là đẹp và chất luôn. Đấy, anh em lốp lát của em nó này căng luôn, đẹp lắm. Chắc xì sau này cũng xả lỗi em không có chút khói nào, chắc địch luôn. Đây anh em xem cốp phía sau của em nó này, ui giời, đẹp chớm hết luôn. Keo chỉ em nó này, đấy em thấy không? Nguyên zin không mất phần nào cả. Đây. Các rãnh thoát này, đinh bấm này anh em này. Chúng ta nếu mà quan sát cái phần này thì cũng có thể biết là chiếc xe nào nó đã bị hôn hít đâm va chưa. Nhưng em này là còn zin luôn. Đèn zin mà khít khít thế này anh em thấy. Thùng anh em xem này. Lớp sơ cua này mới có luôn. Đầy đủ đồ. Rất là ok. Rất là ok nhỉ, đẹp lắm. Chúng ta khám phá khoang động cơ và nội thất chiếc xe này nhé. Đây anh em có thể quan sát cái chiếc xe này với động cơ 1.5 4 máy. Đấy, xi măng 4 máy là 4 xi nhan thẳng hàng và có trang bị kim phun điện tử này, thành ABS này, lốp máy sáng choang này, đi luôn đấy. Hôm qua còn rất là dinh và đẹp họ. Gần gờ thành ràng này, ốc lắc capo này anh này, dinh lắm, đẹp lắm. Với một chiếc xe mà được bác chủ bác rất là giữ gìn và đẹp này thì anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng. Từ gia đình đó tới du xuân hay là phụ công việc, anh em có thể làm dịch vụ đưa hoa, đám cưới này. Đẹp rất là ok. Máy lốp máy sáng choang đẹp thôi. Càng mọc đẹp chất. Anh em nào đến mà xem này chắc là sẽ bị thích của em bố thì em nó rất là đẹp nên sẽ phải yêu nó thôi. Đấy, rất là ok các bạn. Keo chỉ nguyên anh em này. Keo chỉ lắp cầu mục của nguyên không mất phần nào nhá. Tài đèn này, thành vách này.
xì. Dạ, chấm hết. Không phải nghĩ gọi nhiều anh ạ. Với một chiếc xe rất hiện đại với khóa khiển đều điện tử anh ạ, khóa khiển rất nhiều tính năng. Và giá đang đề xuất báo anh em là với 495 triệu đồng anh em có thể sở hữu mẫu xe này. Bên em anh em của mình sẽ có thể là hỗ trợ giải pháp cho anh em, có thể sẽ bao rút hồ sơ cho anh em và một chút lọc lá cho anh em yên tâm sử dụng đi lại cho lấy may. Đây, chúng ta cùng khám phá khoang nội thất của chiếc xe này. Cabin nội thất của chiếc xe rất là đẹp, rất là sang trọng và rất là sáng, rất là tươi của ta lô tabi tươi, gương kính chỉnh điện, rất nhiều tính năng hiện đại trên con xe này. Đấy, ví dụ như là anh em thấy không, cửa sổ trời này, chân đỉnh nguyên bản, ghế da sạch sẽ tươi đẹp chưa. Với dòng này thì không ai đi dạo chạy dịch vụ dòng này cả anh ạ, ít lắm. Đây, anh xem này, option rất nhiều thứ thông minh luôn này, vô lăng 3 chỗ 4 chấu này. Đấy, cái sân này mới chưa, ô đồ có 8 vạn mốt anh em nhá. Đấy, có thể là chế độ gãy số trên vô lăng, có cả đè chống trơn trượt, rồi là stop cho là chúng ta sẽ có thể là dừng khi đèn đỏ đấy. Đấy, máy động cơ sẽ nghỉ và sẽ giảm thiểu nhiên liệu cho chúng ta anh em nhá. Đây, màn hình theo xe này anh em này. Đấy, có giải trí FM radio, có rất nhiều tính năng này anh em này. Đấy, số tự động, có số tự động, số thể thao, điều hòa auto. Đấy, ta lô tabi tươi sạch đẹp anh em thấy không, rất là chất. Trước này anh em về yên tâm sử dụng, không phải bàn cãi, không phải nói hai lời, anh em là đến là chắc là chim ưng và sẽ yêu nó thôi. Cả đây đổ sơ tốt tốp anh em này, gạt mưa đây này, ui sạch xưa, rất là ok, nhiều tính năng lắm, chất từng chất luôn, đẹp, thực sự là đẹp anh ạ. Vừa rồi thì con mình cũng hân hạnh gửi đến anh em một cái mẫu xe sedan, một chiếc xe Mazda 3 số 2015 số tự động, rất nhiều tính năng hiện đại, option thông minh và chiếc xe nó rất là căng cứng và đẹp. Thì quý vị nào ưng mẫu xe này có thể liên hệ con mình để được biết thêm chi tiết nhé. Con mình chiếc này con mình đã review cho người anh của mình làm salon rất là uy tín tại thành phố Uông Bí. Thì anh em nào yêu em nó, thích em nó, cảm thấy phù hợp với mẫu xe này thì có thể liên hệ gọi con mình để được trực tiếp đến xem xe, cảm nhận lái thật lái thử nhé. Chúng ta sẽ bàn bạc thêm giá rổ, có thể thương lượng bớt chút lá cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ theo dõi kênh của mình. Hy vọng ngày nào đó sẽ có duyên với anh em, chúng ta hãy cùng có duyên, và cũng rất là hy vọng là những cái chiếc xe của mình giới thiệu cũng như cung cấp để của anh chị sẽ tốt nhất và theo vụ anh chị hiệu quả, bình an và may mắn, đem lại nhiều lộc cho anh em. Anh em sau có tiền đổi xe lại gọi con mình để đổi xe, con mình lại mua lại xe cho anh em với giá hợp lý và sẽ tùy thuộc vào thời điểm hiện tại và chất xe nhé anh em nhé. Vâng, cảm ơn anh em rất nhiều, xin hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau. Chào, cảm ơn anh em.